một loại hoa đỏ ao vị chua dịu, làm mứt là siêu ngon luôn. Này cô Út đi hái bột giấm nghe. Cái cây này quê Út kêu là cây giấm, có chỗ kêu là atiso đỏ. Vị hoa chua chua để nấu canh kho cá là ngon dữ lắm. Cái loại này dễ trồng, hoa nó bự mà mọc dày nặng nên cây gặp mưa gió nó ngã rạp. Bởi vậy trồng vài luống là hái hoa ăn không có kịp. Hoa bột giấm có màu đỏ nhìn đẹp gì đâu, Út mê quá hái liền tay, đầy hết mấy giỏ mới chịu về, chừng này tới 5kg lận. Đem về cho Út cắt bỏ hột, lấy cái đài bên ngoài để làm siro. Cắt xong hết, Út rửa sạch, để ráo và nhặn vào hũ là nước lên men. Cứ một lớp đường phèn, một lớp bột giấm, cái loại làm nước này thì Út để nguyên hột luôn. Còn cái phần tách hột thì trộn đường rồi đem sên. Bột giấm sên ra màu đỏ nhìn hấp dẫn dữ lắm. Mình cứ nấu liu riu, hồi nào đài hoa teo lại là được. Để nguội cho vô hũ dành làm bánh pha nước uống. Bữa nay Út làm mấy ly panna cotta. Út nấu sữa tươi ấm ấm, thêm gelatin vô khuấy đều. Bắt xuống thì trộn cùng với kem tươi. Đợi nguội hẳn mới thêm da cun vô để tạo vị chua nhẹ cho món chén miệng. Rót ra cái ly nhỏ nhỏ, Út để tủ lạnh cho đông chừng 1 tiếng. Rồi mình đem ra, gót lên mặt một lớp siro. Ngoài siro bột giấm, Út còn cho thêm chanh dây, phúc bồng tử cho nó đa dạng. Món này mềm mịn, vị béo dẻo, ăn cùng với siro trái cây chua chua ngọt ngọt là đúng ngon luôn. Quay qua Út nhồi bột làm mấy cái bánh tét trứng. Quét bơ lên bột để lúc nướng, bánh có nhiều lớp và thơm giòn. Chờ bánh nghỉ trong tủ lạnh một chút, Út lấy ra cắt miếng ép vô khuôn. Phần nhân trứng thì Út đánh lòng đỏ cùng với đường và bột. Rây qua 2-3 lượt cho mịn rồi gót vô cái bánh. Nướng trong vòng 10 phút là bánh chín. Út khoái bánh ngọt với mấy ly nước màu sắc đẹp mắt mà ở quê không có, nên cứ rảnh là đem mấy hũ da cun ra tập pha nước 2-3 tầng. Ly đầu Út cho siro bột giấm bên dưới, rồi cho da cun, soda làm ly nước có hiệu ứng hồng nhạt dần. Hỏng ưng pha mình uống da cun cũng vừa ngon vừa tốt cho đường ruột. Người lớn trẻ em trong nhà uống đều mê, còn hỗ trợ tăng đề kháng. Giờ Út dọn bánh nướng panna cotta ra, mời mọi người cùng ăn với nhà Út nghiêng. Bột giấm là cái atiso đỏ hả bác? Con rim. Thanh thanh dữ. Chú ăn thử cái này ngon nè. Yeah. Tuyệt vời á. Ngon lắm. Có 100 trứng cút mọi người làm món gì? Út đem đi ngâm muối là được thành phẩm vàng ươm bao ngon luôn. Cùng thử làm giúp nghe. Chị tốt. Bình thường nghe mấy món muối là tốn công tốn thời gian dữ lắm, mà cái món trứng cút muối này dễ làm mà nhanh nữa. Nấu nước muối với gừng cho thơm, để nguội Út đi rửa phần trứng cho sạch. Vừa rửa vừa lựa trứng nào bị dập bỏ ra luôn. Xong hết Út đem trứng nhúng qua rượu, rồi mình ngâm ngập trong nước chừng 1 tuần là có món trứng muối ngon lành. Làm đơn giản hen. Út làm đầy 2 hũ luôn, thấy nhiều vậy chứ làm đủ món là nhanh hết dữ lắm. Trứng này để làm sốt làm bánh trung thu là ngon bá cháy luôn. Qua 1 tuần lấy hũ trứng ra thăm, bề ngoài thì không có gì thay đổi mà đập ra lòng đỏ đặc cứng rồi nè. Út đập mấy chục trứng để nấu lên làm sốt trứng muối. Mấy viên trứng trong sáng màu nhìn như mấy viên bi màu sắc đẹp gì đâu hen. Út rửa qua 1 lượt rồi đem hấp. Trứng nhỏ nên hấp 2-3 phút là chín liền. Nghiền cho nhuyễn với sữa. Út lọc và rây cho mịn rồi nấu với nước mắm và gia vị cho vừa là có món sốt trứng muối mặn mặn béo béo ngon lành. Để dành xào hải sản, chấm bánh mì gì cũng ngon. Còn một ít lòng đỏ thì đem bọc thịt làm xíu mại để ăn bánh mì. Bằm tôm, thịt, củ sắn, Út nhồi đều rồi vo thành viên. Thịt tôm dai dai, trứng muối thì béo, viên nhỏ vừa ăn không bị ngán. Viên này mà chan bánh tầm là đúng bài luôn. Nhìn nhỏ nhỏ dễ cưng hen. Còn sớm nên lúc đem hộp quà bánh trung thu ra khui. Hộp này vừa có cà phê Lara của ca sĩ Nhật Kim Anh, vừa có bánh trung thu ngon lành. Cà phê này có 2 loại là đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, tốt cho sức khỏe. Đợt này Út mua 3-4 hộp, thêm 2 hộp này nữa để dành uống qua trung thu trọn vẹn cùng Lara cà phê luôn. Cà phê này vị đậm đà, sánh kẹo, hậu hỏng bị chua, làm hết ly Út vô bếp nấu xíu mại. Viên nhỏ nên không cần hấp mà đem nấu súp cà luôn. Rìm lửa nhỏ cho xíu mại chín và thấm hết gia vị. Kế bên Út làm ốc hương sốt trứng muối, xào thơm ốc cho phần sốt đã nấu vô.
sốt trứng muối nguyên chất đặc sệt thấm vào ốc tạo vị béo bùi. Có mấy con tôm Út làm thêm dĩa tôm sốt trứng muối nữa là đúng bài. Giờ thì mời mọi người cùng ăn với nhà Út nghe. Hai con tôm luôn nha. Cái sốt này nó đặc rồi nè. Nhìn thấy cái này ngon không? Có trứng sốt muối các bạn ăn nguyên cục xíu mại thôi. Dạ. Ăn tôm chỉ cột. Mấy ngày trời mưa mọi người thường làm gì? Bữa nay cô Út làm chả cá rô nghe, ăn bao ghiền luôn. Mưa cả ngày trời tối thui, xuống bếp cái ấm liền, Út tranh thủ cuộc che bắp treo lên cho đẹp. Quê Út ở Kiên Giang, cá biển tươi làm chả ngon dữ lắm. Mấy đợt đám cưới đám dỗ dưới quê toàn mua cá thu về nạo làm chả, nào chả ngũ sắc hay chả chiên rồi lẩu nữa. Út thích ăn chả dữ lắm nên bữa nay bày ra làm luôn. Cá Út nạo lấy thịt trộn chung với gia vị rồi để tủ mát. Út tranh thủ chạy ra hông hè hái mấy trái khổ qua vô nấu canh ăn. Mưa này trái nào trái nấy mập ù nhìn thấy ham hen. Vô bếp Út chán mấy cái trứng lát cuộn chả ăn. Trời mưa mà đứng bếp nấu ấm dữ lắm, ăn cơm cũng ngon hơn bình thường. Đợi chừng 30 phút đem cá ra quết cho thiệt nhuyễn. Càng quết chả sẽ càng dai ngon. Quết tầm nửa tiếng là được miếng chả cá dẻo mịn như vậy. Phết chả lên trứng thêm hoa cà rốt ở giữa là được đòn chả ngon lành. Đem hấp lên vừa đẹp mắt vừa ngon. Mấy trái khổ qua Út cắt khúc rồi nhồi chả vô nấu canh. Làm xong Út bắt lên bếp nấu. Một bên hấp một bên thì hầm hũ qua. Còn chả Út bọc tôm, rau củ và phô mai lát đem chiên lên. Ai không ưng chiên mình đem hấp cũng được nghe. Út chiên thêm miếng chả cá dày để ăn liền, không thôi kho xào gì cũng ngon. Là một lần mình bảo quản tủ lạnh ăn được cả tuần luôn. Chiên trên lửa lớn cho vàng, Út gấp ra rồi cắt miếng vừa ăn. Chả bên ngoài dai ngon, bọc bên trong là lớp rau củ tươi ngọt xớp nhìn hấp dẫn nghe. Siêu dai luôn á. Rồi, giờ Xu thử từ các chả của Út làm như ngon không? Có ốc nó ngon luôn á. Ngon không? Có cái phô mai nữa nè. Có cái tôm nữa nè. Giờ Út bắt chảo sốt chả cá với cà chua để ăn cơm. Cứ mỗi lần không biết ăn gì là Út hay mua chả cá để kho ăn. Vừa nhanh gọn mà còn ngon nữa. Múc tô canh khổ qua, cắt cuộn chả hấp. Chả cuộn trứng hấp lên ra hình hoa đẹp mắt hen. Thêm sốt lên trên nữa là được. Giờ thì mời mọi người cùng ăn phút. Phút cá thu mà con làm nhiều món bác ăn thử chả cá thu. Mẹ cá thu với rau củ vậy. Phô mai kéo sợi. Nó kéo sợi nha. Có một món ngon nằm sâu chứ sình. Bữa nay cụ Út nhổ ngó sen sửa lại căn bếp cũ của ba mẹ nghe. Nhà trồng sen cũng 5-6 năm. Tới nay chuyển sang trồng lúa mà sen vẫn còn cho ngó. Mà nó mọt sâu dưới hầm khó nhổ nên Út đi sen ruộng của bác hàng xóm nhổ cho dễ. Cứ nhắm cái lá sen nào cuốn lại mình mò xuống đất là có cọng ngó đâu. Nhổ từ từ ngó mới không bị đứt. Mới nhổ lên nó còn nóng phèn đen thui à. Phải rửa kỹ mới trắng sạch. Hồi xưa trồng sen, ba mẹ Út vừa bán gương vừa bán ngó nuôi Út đi học. Lúc đó nghĩ quyết tâm đi làm xây nhà to cho ba má đồ dữ lắm. Này không xây được nhà, Út lợp cái hàng ba cho đỡ tạt nước rồi sửa lại cái trái bếp luôn. Cái trái bếp nằm ngay mé sông, lợp lá mấy năm nay nó cũ mục dột quá chừng. Nhổ ngó về Út dọn rồi dỡ cái bếp cũ. Còi lá nó rỉu hết trơn. Dỡ hết và Út cắt lại cái mới. Út kéo lá phụ rồi chạy đi mua tôn. Có kinh nghiệm mua một lần rồi nên ra là Út chọn tôn sắt hoa cương inox 450. Loại này có 4 lớp bảo vệ từ Út bền bỉ, chống rỉ sét. Bề mặt nó óng ánh như hoa cương vậy đó. Chống bám bụi, bền màu còn mát nữa. Có đủ màu tha hồ lựa luôn. Út mua màu xanh khai lọc cho mát mắt. Đem tôn về cho ba với mấy anh mấy chú làm phụ. Ở miền Tây mà bằng cái gì cũng có mấy anh mấy chú trong xóm phụ đông vui dữ lắm. Tháng cái là xong cái trái bếp. Màu tôn đẹp và Út thích dữ lắm luôn.
Tới cái bếp rồi, Út vừa nấu mấy món ngon đãi mọi người. Luộc gà mình làm món cơm, rồi cắt ngó ra xào với trộn gỏi. Cái nào làm gỏi mình nhé làm 3, làm 4, nhanh thấm. Gà luộc chín Út vớt ra, lấy cái nước nấu cơm luôn cho ngon. Nước có gia vị và mỡ gà, nấu cơm béo béo đậm đà như xôi vậy đó. Phần lòng gà thì xào với ngó sen và củ cải. Cái ngó tươi nó giòn giòn, xào ăn ngon dữ lắm. Chiên thêm mớ cánh gà và trộn gỏi nữa là xong. Lợp mới trái bếp sáng sủa đẹp hơn, nấu bếp củi cũng không lò lửa táp. Bữa sau Út trang trí thêm cho cái bếp để má với chị hai có chỗ nấu mấy bữa cơm quê ngon lành. Nấu ăn xong mọi người cũng lợp xong cái hàng ba, bày bàn ghế ra, Út dọn cơm lên luôn. Có cái này má Út đỡ lau quét nước mỗi khi trời mưa, nhà cũng rộng hơn được một chút. Giờ thì mời mọi người cùng ăn với nhà Út nghe. Anh em ăn cơm đi. Nhà. Hấp dẫn à. Rồi, cứ từ cứ xong. Ngon. Không cắt ra cho nhỏ nhỏ hả? Dạ rồi. Xéo. Bánh xèo chuột đồng, chuột nướng lá sen, chiên muối xả, kho rau răm. Nghe tên hơi sợ mà ăn ngon dữ lắm. Bữa nay cùng Út làm mấy món ngon với chuột đồng nghe. Món chuột này hồi xưa chỉ có chân trong đồng trong ruộng như nhà Út mới biết ăn. Tại nó phá lúa nên tới vụ hay xuyệt bắt vô chiên xả ớt. Dần dà ăn ngon, giờ người ta bắt chuột bán nhiều lắm, thành đặc sản luôn. Út chặt chuột còn chỉ hai đồng xả ớt, lát ướp chiên. Chặt thêm một mớ kho rau răm nữa. Thịt chuột dai ngọt, món chiên giả này Út khoái hồi nhỏ tới giờ. Bữa nào mẹ mặn chuột chiên là ăn được gấp đôi cơm luôn. Lúc sắp thi đại học, mẹ mặn món này để ba đem lên cho cả phòng ký túc xá ăn luôn, ngon gì đâu. Kế bên thắng nước bào kho đùi chuột. Còn ít Út nhờ chị hai băm nhuyễn đặng xào làm nhân bánh xèo. Út thì pha lo ra cà phê cho cả nhà uống. Cà phê lo ra của ca sĩ Nhật Kim Anh Út khoái uống lắm nên mua một lèo 4 hộp. Đợt này về nhà xách theo 2 hộp vị đông trùng hạ thảo và nấm linh chi cho cả nhà Út uống thử. Ngon mẹ. Lâu lâu mới ăn chuột đồng lại nên Út làm lượt 3-4 món cho đã. Gấp chuột chiên ra, Út xào khô thịt chuột, ăn một hồi làm bánh xèo. Giờ chạy ra hái ít lá sen để nướng chuột. Phần chuột nướng Út ướp với sa tế và ngũ vị hương cho thơm. Gói vừa lá sen, bọc thêm lớp giấy bạc nữa rồi đem ra hông hè nhen lửa nướng. Đổ thêm mấy cái bánh xèo nữa là ăn được rồi. Thịt chuột bằm nhuyễn xào thấm gia vị mặn mặn, thêm giá với ít con tôm là được cái bánh xèo ngon lành. Đem chuột nướng vô nhà nữa là được đủ món rồi, mời mọi người cùng ăn với Út nghe. Nhà Út ăn xong là chuẩn bị mặn thêm ly lo ra cà phê, ai cũng thích hết, cà phê vừa đậm, uống không bị chua, mọi người bắt đầu mê luôn rồi. Út làm là số 1.